Chào cả nhà, mình là Phạm Hữu Dư đây. Mọi người biết là mình đang đứng ở đâu không? Đang ở một cái nơi phải nói là rất là thú vị. Đây, mình sẽ quay vòng vòng trước ra xung quanh ha. Mình chính xác là mình đang đứng ở gần một cái thung lũng, nói chung là một cái thung lũng gần ngay thị trấn Madagui. Thị trấn Madagui, huyện Đạ Hoai, tỉnh Lâm Đồng. Thì lý do tại sao mình có mặt ở đây thì hôm nay là mình đi cùng anh em, những người bạn làm bên hệ thống tưới tự động, để làm cái hệ thống tưới nhỏ giọt cho cái vườn. Đây là một cái hơn một mẫu, có một mẫu đi, tức là một mẫu trồng mà đang trồng là sầu riêng và mít. Và cái nơi mình đang đứng là đây, mọi người thấy chưa, nằm giữa núi rừng, xung quanh núi rừng hết, đó là núi chập trùng. Đây, trước mặt mình là một con thác. Nãy giờ thì mình cùng anh em là đã đi dây hết rồi, đi dây hết rồi. Và còn đây, đây đây những anh em dạo tưới. Chào bà con. Đây là kỹ thuật viên cao cấp của đây quảng cáo luôn, giải pháp tưới .vn, giải pháp tưới sức sống cho nông nghiệp. Thì bà con cô bác mà có cần nhu cầu tưới thì liên hệ giải pháp tưới ha. Có công nhân đang đi làm. Còn đây là anh Ngọc, chủ nhà, ấy là ông chủ đất, đây ở nhà đâu, tức là chủ cái nguyên một cái thung lũng này. Thì đây anh ấy đang lắp đặt máy bơm. Đây mọi người thấy không, cái hồ này là đang nuôi là cá diêu hồng nha. Thì cũng đồng thời là cái nơi cung cấp nước tưới cho cái khu vườn sầu riêng và mít này. Đó. Thì lát nữa thì mình hiện tại là đang lắp bơm. Lắp bơm ha. Chút xíu nữa là lát nữa sẽ lắp miếng bát tưới này nọ thì mình sẽ quay tiếp tục ha. Đây. View quá đẹp. Rồi bây giờ thì đấy, anh bạn mình đang kéo dây làm cái hệ ống tưới. Cứ dây hàng nè, cứ dây ống 20 nè, ống 20 21 nè, thẳng cứ trồng heo hàng vậy, hàng. Đây thì sau đó là đây đường ống chính nè, đường ống chính thì mình sẽ đục từ đường chính nè. Đây có mấy khoan 20, khoan cái lỗ xong rồi mình gắn cái ron cao su ha. Cao su này là khởi thủy nè. Sau đó đây, đây là có cái nối nè, đây là ống HDPE 20-21 nè, còn đây là cái nối. Cái nối ha, mình đã nối sẵn nè. Bây giờ là cái này mình chọt vô ha. Đây, mình đã chọt vô rồi ha, chọt vô đây ha. Đây ống HDPE 21 để có một cái gốc sầu riêng nè. Thế nên mình sẽ chọn một cái dây 6 ly gắn một cái bát dành cho cái ống này, dành cho cái sầu riêng này, đơn giản thôi. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục là mình khoan cho khởi thủy cho cái ống này ha, ống 21 này ha. Nhưng mà tuy nhiên á, mình đang đứng ở vị trí là đẹp quá cho nên là mình muốn dừng lại, mình quay lại chút xíu. Đây mình đang đứng trên cao ha, đây cái hồ cá, hồ cá mà là hồ nước chính. Đây, con suối nghe lóc rách luôn, nghe sướng cái tai luôn. Xa xa thì có cái nhà nuôi yến, nghe cũng nhẹ nhẹ, không có nhức đầu lắm, nói chung là nghe thì cũng ok. Đây núi non trùng trùng đẹp đẹp luôn, rất là đẹp thật sự. Đây là một cái view mà mình cực kỳ thích luôn á, núi non sông nước có đầy đủ. Đó, quá đẹp mọi người ơi. Ê, giờ này là 12 giờ trưa, ăn cơm. Mà tình hình là mưa dầm, nay bão hay gì mưa dầm nè, không biết làm xong kịp chiều nay không. Đây đã gắn bét sẵn nè. Này bác tưới gì vậy anh kỹ thuật? G8 Hy Lạp. Bét G8 Hy Lạp đúng không?
Đây, có cái van mình chỉnh nước. Cái van chỉnh nước này chưa có bộ áp ha. Mình cái bét này thì mình thấy tưới nó, tưới phun mưa mà bán kính của nó là lên đến 3 mét nha. Tức là đường kính là 6 mét á, nhưng mà đủ áp được nước. Cái này là chống côn trùng. Đó. Khi tưới nó bung lên nó xoay. Cái bét này là nguyên nếu mà cái bét với lại cái van với cây này là bao nhiêu một bộ đây anh? Cái dây 6 ly này thì 2.000 một mét này. Cái cây cắm này là 4.500. Cái bét với cái van này là 15.000. Rồi ok, 5 phút cho quảng cáo đã kết thúc. Bây giờ chúng ta sẽ chú mưa tiếp. Đây, rất đẹp trai. Mưa quá mọi người, không ngớt. Nên anh em định phải về nhậu trong sự bắt buộc. Có thể là ngày mai sẽ phải ở lại, chứ đêm nay là phải ở đây đây rồi. Quá ngày mai là ngày mai sẽ cầu trời là đừng có mưa nữa, để ngày mai làm buổi nữa về với lại Bà Rịa đây. Thì đã đau khổ quá đi, đi nhậu mà không có sướng gì trơn á. Rồi tạm thời là đáp vô quán nhậu. Thì đã đau lòng quá đi. Một kết thúc quá vô duyên luôn mọi người ơi. Mưa bão chiều qua đi ăn nhậu xong xuôi đã đời rồi, ngủ ghê rồi, sáng dậy vẫn mưa bão. Rồi mưa bão như vậy nghe nói là mưa mấy ngày nữa. Thì đến sao giờ thì đi về chứ sao không? Đi về rồi mốt hẹn nắng rồi lên làm lại. Nhưng mà tất nhiên là mình không có đi nữa rồi. Thì tính là đi chơi một buổi với anh em thôi, chứ đâu có thời gian mà chơi đây xuống được. Chính vì vậy mà cái clip này á thật sự là không có đoạn cuối, tức là không có cái kết quả là sau khi mà lắp hệ ống tưới rồi chạy máy bơm rồi tưới như thế nào, là không có được cái đoạn cuối để cho cả nhà mình xem. Thật sự là mình rất là tiếc luôn á. Nhưng bây giờ nó xui như vậy rồi sao giờ. Thôi thì nếu mà có một cái dịp nào đó, hoặc là có thể là bạn mình, mấy người bạn bên giả tưới á, mà có lên làm lại và sẽ nhờ anh em quay tiếp lại, thì mình sẽ đăng sau ha. Còn hiện tại là bây giờ là mình đang, anh em mình đang trên đường quay về lại Bà Rịa Vũng Tàu, trong gọi là thương đau. Thật sự là thời tiết như thế này là bỏ tay rồi, không thể làm tiếp được, tại vì mưa không làm được, phải về. Không biết còn Đồng Nai rồi. Đây thì tại vì chỗ mình làm nó sát ranh với lại địa phận Đồng Nai, tới Đồng Nai luôn nè. Rồi vậy đi ha. Nói chung là mong anh chị cô chú xem clip thông cảm giùm nha. Thật sự là đây là một cái điều mà không ai mong muốn hết. Và hẹn anh chị em cô chú ở những cái video clip về trải nghiệm về những cái miếng vườn khác. Nói chung là sắp tới là mình cũng sẽ dành thời gian để mà đi thực tế những cái miếng đất vườn đẹp như thế này, và có những cái giải pháp mà tự động cho nhà vườn. Nói chung là nó giúp ích cho cái việc mà mình mua đất vườn rồi như thế nào để mà có những cái quyết định ha. Rồi tới trạm thu phí của Tân Phú luôn rồi nè. Vậy nha, chào cả nhà nha. Mọi người đừng có buồn mình nha. Chào mọi người, mình đến từ giải pháp tưới ha. Mình là bạn của Phạm Hữu Dư ha. Thì lúc trước mình với Dư có lên đây, thì lúc đó là trời bão quá thì chúng mình thi công không xong ha. Thì hôm nay chúng mình đã thi công xong, nhưng mà rất tiếc là Phạm Hữu Dư không có đi theo với chúng mình được vì nhiều việc quá. Thì mình gửi cái này, mình quay lại mình gửi cho Dư và mình cho mọi người xem là cái bét nó hoạt động ha. Rất đẹp. Cái điểm cuối cùng nha các bạn. Đây là cái bét ở điểm cuối cùng vườn này ha. Thì nó là 70 lít một giờ. Đây các bạn thấy. Nó tưới một lần thì còn vài trăm gốc ha. Đây, thì vườn này tưới rất là đẹp,
chú ơi, chú cho con xin ý kiến một chút xíu ha. Chú đây là cùng phụ hỗ trợ mình trong cái công việc làm hệ thống tưới này ha. Thì chú cho con xin ý kiến là cái bếp này nó có đây bà con này, cái bếp này là nó rất hiệu quả, bởi vì cái mức độ nó lúc mà mình cho nước vào á, là nó có thể nó sẽ tưới quanh đường kính của nó là phải cỡ 3-4 mét đó. Mình có thể muốn điều chỉnh nước mạnh nước yếu là do cái khóa chỗ này nữa, mình bà con mình mà thấy nước quá mạnh thì mình phải điều chỉnh cái bếp này đi đó. Với cái mức độ của nước là nó như thế, tưới thì cái gốc này nó khoảng cỡ 10-15 phút thôi. Nếu bà con mà tưới nhiều quá cũng không được, bởi vì đây nó cân bằng rồi, điều chỉnh mức cái bếp rồi, nó rất điều hòa nước rất tốt luôn, không thể không dư được mà cũng không thiếu được. Thì đợt vừa rồi mình thi công mình thấy có dễ thi công không chú? Dễ thi công, cái này thì nói thật bà con là rất dễ thi công, với là bên cái chủ đầu tư cho bọn tôi làm vườn ở đây thì nói thật bà con là tốt đấy, đẹp, rất hiệu quả. Được rồi, con cảm ơn chú. Các bạn ơi, mình đang trong quá trình xây dựng nên một cái ngôi nhà vườn lý tưởng nhất có thể. Chính vì vậy, trong quá trình này mình sẽ thu thập và tổng hợp lại những kiến thức mà mình học hỏi được để up trên kênh YouTube này. Chính vì vậy, những bạn nào mà đang quan tâm thì có thể đăng ký theo dõi kênh YouTube của mình bằng cách là vào cái địa chỉ này youtube.com/bhddesigner, hoặc là các bạn tìm kiếm tên của mình trên khung tìm kiếm là Phạm Hữu Dư để mà click đăng ký subscribe đây, đăng ký subscribe theo dõi những cái video của mình trên YouTube mà mình upload mỗi ngày, và các bạn có thể ấn thêm vào cái nút hình chuông này để mà có thể nhận được thông báo dễ dàng hơn. Rồi ok, và tiếp theo nếu như các bạn cũng có sử dụng Facebook thì các bạn có thể like cái fanpage của mình là Nhà Cụ Dư đó, để mà theo dõi tin tức dễ hơn, và có thể tham gia group yêu nhà vườn để mà cùng nhau giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm. Và các bạn cũng có thể kết bạn với mình ở Facebook cá nhân là Phạm Hữu Dư, đây link đây. Thì những cái link Facebook và link YouTube thì mình sẽ để ở mô tả video, ở mỗi video các bạn có dễ dàng click vào và để giao lưu với mình. Rồi ok, cảm ơn các bạn ha.